đi chậm chút nữa. Ngồi đi, ngồi đi. Nữ qua đây. Không, em đứng được rồi. Em làm cameraman mà anh đâu có ngồi được đâu. Không, em đang đứng được rồi. Em đứng nha. Này, đưa ông bà đi nha cô chú anh chị bạn. Cả nhà sum họp để ăn cơm rồi đưa ông bà đi nha. Kiếm chồng về đi. Kiếm chồng về nhậu. Chồng em hả? Anh Bin này bận ở chảnh đi quay YouTube cho các tiên thử thách rồi chị ơi. Bây giờ không có chồng thế nhậu đi. Chồng thế nhậu hả? Nhậu sao chiều đi biển được, em tính chiều em đi biển này. Chiều chị chở đi. Chiều chị chở đi hả? Ủa có chị bảo kê chơi luôn. Rồi đây, chơi đây. Rồi với chị ba rồi. Ủa chị mẹ, em không biết uống bia. Anh hai nhà có rượu lấy lên bình rượu hả hai? Không, em nói thiệt em không biết uống bia. Rượu. Em uống bia dở đó. Đúng rồi. Có rượu. Có rượu hay gì? Đúng rồi, em uống rượu. Em uống bia. Nó thiệt mà không biết uống bia. Không. Uống bia vô khó chịu lắm, cái mùi bia nó khó chịu lắm, uống được. Em ngồi đây cho. Ngồi đó thì anh ngồi đó đi nhậu ngồi băng nó gì. Trời ơi, có con tôm thứ già này để dành cho Út nữ phải không? Ừ. Rồi, quá trời mồi luôn rồi mọi người ơi. Mồi này nhậu chắc mấy thùng luôn á. Ăn từ từ thôi con. Hồi nãy đi lấy bằng lái xe về kịp được chưa? Lấy được hả? Ủa anh hai, lên ra tay đi, ở trảnh nó đang bị giam xe trảnh luôn rồi kìa. Công an tỉnh lần hả? Rồi cho đi luôn đi. Út cũng muốn vậy. Út không thích, Út muốn vậy không á. Sao mấy lỗi dần dần đi không tin được mày không lái được chứ? Cái gì đâu không mà lái được hả? Dạ. Không lái sao không quăng xe mẹ đi? Không lái thì tao tin. Ủa, nó đi ai vậy? Nó chưa có bằng lái hả? Nằm nghỉ đâu cơm? Có cái con tình lắm. Đúng đứng đâu đứng đây đó. Làm dẫu bởi đó. Cơm chưa à? Ừ. Nãy em thấy Bi làm dẫu mà. Nó đang đặt giặt nó rồi. Ôi mấy cái ngày này mấy đứa nó ăn giặt giặt không mà. Trời đi, mình lo mình đi. Nít mà hôm qua con bé nó ngạo nguyên ngày có ăn đâu. Thôi kệ, nói chung là không ai cũng vậy. Mình cũng phải cho nó ăn. Ủa anh hai đi đâu? Anh hai lấy rượu hả? Anh hai ơi, rượu đó nghe nói rượu ba kích hả? Ôi đúng rồi. Ba kích em uống được không? Sao được? Được, được, điện chứ điện gì vậy? Mày dễ chồng này luôn chứ gì đâu, không được. Ủa em nghe nói rượu đàn ông uống rồi, đàn bà đâu uống được đâu. Không được, em uống đi. Được, 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 được. Rồi hồi đi kích ai? Hả? Hồi đi kích ai, chồng qua đây kích ai? Này là không gì chứ, không uống rượu. Không gì hả? Sao đem đây là cho em cuốn nguyên bình hay sao đưa để lại cho em nha? Thì em muốn gì muốn. Em muốn được. Hai bên đời đủ. Để nói hai không đủ. Nhà em chạy tới bển bưng cái rượu qua tới đây. Ủa mà nghe lộn lộn gì vậy hai? Hai nghe nói ủa bỏ rượu mà kỳ vậy. Bỏ rượu mà bỏ cái bình rồi. Bỏ rồi, anh bỏ rồi. Đâu có. Rượu này lộn ta, bỏ là bỏ bớt người hay gì? Có đâu, mấy ngày vui, mấy ngày sưng anh hai uống ít lon với anh em thôi. Em về em hỏi anh nhậu hơn hai. Anh bỏ rồi. Bỏ rồi cho cái bài rượu bài hồi ra cái mà uống. Tết giết năm cũng làm anh. Nhưng mà bỏ bớt người đúng không? Có gì được. Quá là mình bỏ bớt cái người. Không chị... có nhậu được là mình bỏ bớt. Chị đừng nói vậy, nói vậy anh Bin nghe anh Bin buồn. Có đâu, anh hai Tết nhất. Tết nhất rồi nên hai uống cho anh em ít lon thôi. Chứ anh hai bỏ rượu rồi. Ừ. Hai em cũng bỏ rồi hai. Ủa em cũng bỏ rồi. Em cũng bỏ rồi nha. Ôi, nữ ơi cho mẹ chén ăn cơm rồi nữ ơi. Ủa chị hai chứ làm gì chứ hôm qua ta. Ừ. Em quay vậy em thiếu chị hai. Rồi chị năm nữa. Rồi anh ba nữa. Chị năm hồi nãy chưa lên đóng tiêu nữa. Đi xuống dưới quay. Ủa vợ đâu em? Nga Vinh. Con cháu ủa, không ăn con cũng mất cơm hả? Trời ơi. Lên đi, xâm hợp gia đình lên ăn cơm đi. Đứng ăn đi, ăn no đi.
đi chơi nha. Tự nhiên đi. Ủa sao không nhậu hả? Không, nó đi xe đi chơi nữa. Đi chơi nữa hả? Anh đi đâu trốn đi chứ? Đồng Tháp thôi, đi mình luôn đi. Xa quá không đi được. Chủ yếu đi ăn chặt mà. Quá trời mồi luôn nha cả nhà. Trời ơi, tội nghiệp cha con của các tiên thử thách quá, chả không có mồi màng gì trơn. Mỗi ngày đi quay, hai hôm qua mùng 2 đi ăn cơm, ăn trên chùa. Đi quay trên chùa, rồi ăn trên chùa luôn. Nghiệp không, ăn gì? Ăn chùa luôn, chứ có đồ đâu ăn. Rau quá trời. Hiểu luôn. Ăn rau à, ăn chay hả chị? Ăn rau không vậy? Ăn chay có cái chị không ăn chay thôi. Bữa cơm với má em. Có hôm chứ ăn chay em biết mà. Hôm em ngủ. Hôm em ngủ chung. Có đây thì chắc đã không ăn đâu. Con đi đi. Có quay lại đây không con? Dạ con đi chung. Chừng nào lên, lên rủ Út đi chung với. Dạ từ đi con. Chừng nào lên rảnh? Dạ 7/8 đi hả? Tại vì nó đang nghỉ lâu nè. Có qua rước nó đi không? Dạ rất là có. Có rồi, vậy đi chung với Út. Vô. Vô. Ờ rồi. Vô. Không, em không muốn đi được. Vô? Nói chứ tí em đi còn. Em cứ vô. Đi em đi biển. Đi đúng rồi á. Nói công an nãy giờ bắt nhà mình bắt mấy chiếc rồi đó nên đừng để bắt nữa. Vậy nói thêm em không muốn nghe tụi em. Em chỉ uống bia sao chị chở? Gì? Em chỉ uống bia sao chị chở em đi được? Ô tô nó chị vậy. Nó thổi xuống rồi chị kêu là bắt em. Ô tô nó mà thổi. Ô tô đâu thổi đâu, nó ở xe máy mà. Trời ơi. Đúng rồi, ô tô đâu thổi, thổi dây máy mà. Thổi lại cái này. Nhưng mà giờ chị nếu mà thổi thì bắt em ha, chị nói cho giao thông là nói giờ bắt người đi. Bắt người đi. Giữ nhỏ đi, nhỏ này nó rảnh rỗi.